Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới, trong một cái background nó hơi gọi là nghèo nàn một tí. Bởi vì thời gian này hôm nay mình đang không ở Hà Nội ấy, cho nên là thôi, quá sao dùng vậy, ok. Chia sẻ một chút là trong khoảng bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái thì mình đã bắt đầu nghiên cứu sang cái mảng nước hoa nữ, bởi vì mình đã phát hiện ra rằng, mình đã nhận ra rằng nước hoa nữ, cái tỷ lệ mà chai ngon ấy, mà so với nước hoa nam nó phải, mình nghĩ rằng nó phải gấp 2 lần đó. Mình phát hiện ra rằng có rất rất nhiều chai nước hoa mặc dù là của nữ nhưng mà nam hoàn toàn có thể xài được, và cái điều đặc biệt là cái tông mùi của nó rất là gọi là độc lạ đó. Và bắt đầu từ khoảng nửa cuối năm ngoái thì mình đã bắt đầu mình nghiên cứu, và cũng may mắn mình đã vợt được một số em mùi rất là ngon lành, ok. Và trong cái chủ đề video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em 5 chai nước hoa mà mình tin rằng mặc dù đó là nước hoa nữ nhưng các anh em hoàn toàn chúng ta có thể xịt và sử dụng một cách bình thường đó. Và khi mà chúng ta đã sử dụng nước hoa nữ để xịt thì mặc định chúng ta sẽ là ít bị đụng hàng, bởi vì nam đó nó không phải là nước hoa nam mà đấy là nước hoa nữ thì chúng ta sẽ trở thành hàng độc, thế thôi. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình tranh thủ đang rét hơi bị sun vòi thì chúng ta hãy cùng relax. Và tôi đang không ở Hà Nội cho nên là mình không có sản phẩm ở trên tay, mình sẽ để hình ảnh để cho các anh em tham khảo. Và chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm đến từ nhà Comptoir Sur Pacific và nó có tên là Vani Banana. Vani Banana dịch tạm đó là chuối và vani. Thì các anh em cũng có thể hình dung được cái tông mùi, cái nốt mùi của chai nước hoa này. Đây là một chai nước hoa cái nhà Comptoir Sur Pacific này, thì sau một khoảng thời gian mình nghiên cứu về nói chung là những cái list sản phẩm của nhà nước hoa này thì mình đã quyết định chọn chai nước hoa này, bởi vì những cái chai khác của họ thì nói thật là nó khoảng, mình nhớ không nhầm, khoảng 70-80% thì nó cũng không có cái gì là mới mẻ cả. Trừ chai Vani Banana này thì mình cảm thấy khá là tò mò, bởi vì nó sử dụng cái nốt chuối mix cùng với kem và vani, và mình đã khá là tò mò cho nên mình quyết định là rước em này về để xem là nó ra làm sao. Và đây là một chai nước hoa nữ nhưng các anh em hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi vì nó là một sự kết hợp mùi rất là thú vị. Khi mà chúng ta xịt ra chúng ta sẽ cảm thấy cái vị thơm của chuối, nó làm mình liên tưởng một chút đến cái mà mùa hè mà chúng ta thường hay dùng cái tinh dầu chuối ấy, để nó cùng với bát bảo hoặc là chè ấy, thì ở chai nước hoa này nó cũng thế, cái vị thơm đấy mix cùng với cái vị ngậy của kem và sau đó cái khoảng dry down đó là cái vị ngọt của vani rất là thú vị. Đây là mùi 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 hương mà mình nghĩ rằng nó khá là độc đáo và cũng không bị ít bị đụng hàng đó. Thì mình nghĩ rằng nếu như anh em nào yêu thích đặc biệt là về cái tông mùi ngậy và theo cái kiểu thiên hướng gourmet mùi hương của thức ăn ấy thì Vani Banana của nhà Comptoir Pacific các anh em có thể tham khảo, ok. Cho nước hoa thứ hai đó là sản phẩm đến quần từ nhà Guerlain và nó có tên là Shalima. Đây là một chai nước hoa được ra mắt từ khá là lâu rồi và với cái tông mùi chủ đạo đó là vani và nhang, rất là thú vị. Mặc dù đây là một chai nước hoa của nữ nhưng mình tin rằng các anh em hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi vì cái tông mùi chủ đạo của chai nước hoa này đó là vani và nhang, tạo nên một cái mùi hương cũng gọi là cái mình thấy cũng thấy là khá là hay và cũng ít bị đụng hàng đó. Bởi vì Guerlain như mọi người đều biết đây là một nhà nước hoa có thể gọi là ông tổ của các nhà nước hoa, thì cái việc họ blend mùi thì rất là chất rồi. Vậy đó thì nếu như anh em nào yêu thích tông vani và thích nó có một cái gì đấy nó hơi đậm đà đó của Trung Đông thì chúng ta có thể thử Guerlain Shalima, một mùi hương mình nghĩ rằng rất là thú vị. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm cao cấp đến từ nhà Chanel và nó có tên là Chromadel. Cái mùi hương này thì mình được may mắn là được một trước ấy, khoảng thời gian trước thì một bạn cũng đã từng làm về YouTube review về nước hoa rất thích, đến hiện tại thì người anh em này hình như là đã buông bỏ, đã rời bỏ cuộc chơi. Thế còn trước thì bạn đấy cũng làm về review nước hoa ấy, mua rất là nhiều. Thì đợt đấy là mình cũng có được tặng một cái vial của chai nước hoa Chromadel.
với một cái tông mùi chủ đạo của nó, đó là hoắc hương. Và nếu mình nhớ không nhầm, nó mix cùng với nhũ hương đó. Thì mặc dù đây là một chai nước hoa nữ, tuy nhiên như mình đã nói, cái nốt chủ đạo của nó đó là hoắc hương và mix cùng với nhũ hương, thì tất cả anh em chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Một cái mùi hương khá là thú vị đến từ một sản phẩm cao cấp của nhà Chanel. Do vậy Coromandel các anh em có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương nước hoa nữ mà anh em có thể xịt không phải nghĩ kiểu như vậy. Chanel hoa thứ tư là một sản phẩm đến từ nhà Hermès và nó có tên là All the Marvelly Blue. Về bản chất, đây là một chai nước hoa có sử dụng nốt hương nước biển, và chúng ta đều đã biết rồi, đây là một chai nước hoa dành cho mùa hè và nó rất là thư thái, nó rất là nhẹ nhàng, dễ ngửi. Thực ra chai nước hoa này thì nam hay nữ hay bất kỳ ai chúng ta đều có thể xịt được, với một cái tông mùi hương đặc trưng của mùi hương nước biển, rất là nhẹ nhàng, rất là thơm. Tuy nhiên thì nó có thiên hướng skin scent, cho nên nếu như các anh em nào có ý định thẩm hoặc là tham khảo mùi hương này, chúng ta cũng nên lưu ý nó bám khá là nhẹ trên da. Còn thì chai nước hoa này nó sử dụng cái tông mùi hương nước biển cũng rất là hay, do vậy anh em có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương dành cho mùa hè đó. Và chai nước hoa cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Jardin & Bonte và nó có tên là This Is Her. Đây cũng là một mùi hương sử dụng nốt kem, và khi mà chúng ta xịt ấy, chúng ta sẽ cảm thấy cái vị ngậy của kem rất là rõ ràng. Mình nhớ là có một lần thì mình cũng đã share cho một người anh em, kiểu bạn ấy thích cái tông mùi kem ngậy ấy, và mình đã bảo là thôi em cứ dùng cái con Jardin for her, và sau đó bạn ấy rất là thích. Do vậy nếu như anh em nào mà chúng ta thích cái kiểu tông ngậy ngậy ấy, thì Jardin This Is Her chắc chắn là sẽ phải là một trong những chai nằm trong cái list mà các anh em cần phải tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 5 chai nước hoa của nữ đó, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, không phải lăn tăn, không phải phân vân gì cả, chủ yếu là có tiền hay không mà thôi đấy. Video của mình đến đây hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bây giờ thì bye bye.